của ông đại đội trưởng này bạn quần nào bay hết về rồi. Đi tiếp. Thỏ to phải thái. Con đùi. Ơi, chỗ này sạch đấy. Sorry. Đi hợp nhanh lên. Không đóng được không? Rồi, đi nè. Làm gì đây? Chưa này làm gì đây? Mình lấy tư liệu. Đấy, vào cái này này. Rồi cái này nhanh. Đây, cái này của ai đấy? Cái này. Hồng len len của ai đây? Không hiểu ai ạ. Của ai đây? Của phòng con gái nữa mình đấy. Người đi thì lên tivi nhiều chửi rồi đấy. Đâu hết rồi. Phỏng vấn chị. Phỏng chị có ai bị mất gì không? Phỏng chị có ai bị mất gì không? Không lạnh à? Thôi đi xuống đi. Đi. Không lấy ý kiến người dân à? Nào lấy ý kiến người dân. Bạn lại cho biết cảm tưởng sau một đêm giông tố. Ôi trời ơi. Gió. Xuân Hòa đêm chờ gió. Lạnh run hết cả người, khăn và quần áo bay tứ tung. Bạn đã kiểm tra xem là có bị thiếu mất cái gì không? Nhất là những cái đồ nhỏ nhỏ. Trong cơn hoảng loạn các bạn. Bạn nên đi trong bạn ấy đã trong cơn hoảng loạn bạn đang khóc. Trời ơi. Nửa đêm vẫn phải tỉnh dậy thay quần áo dài do ra lạnh quá. Trời ơi. Cửa sổ này chẳng có cái gì để chẳng. Nghĩ là trời nóng mang khăn mỏng lên vô cùng. Thế một thằng đứng chặn đấy. Thôi được rồi đấy cậu ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Đi lần khác không? Lần khác không? Đi lên lên từ cao đi, từ cao đi. Từ cao đi. Ôi, hôm qua thì còn nào đông lúc sao không thấy chả thấy cái gì ở đây. Phỏng vấn, bạn ơi cho phỏng vấn. Bạn ơi cho hỏi. Quá hoảng loạn chạy mất rồi. Ui. Tiếng gió đấy. Chỗ này không có máy hiên à? Ui, đứng sát số khi gió thổi bay không? Hình nó tầng 5 này. Như các bạn đang nhìn thấy các chúng trai cô gái tầng 5 điếc không sợ súng. Đang kiểm tra xem có cái gì mất sao. Ôi, mà tầng 5 này gió to không rơi nhỉ? Hay là do càng trên cao càng không bị thổi. Không biết. Ui, cao thế. Đây. Hiếm hoi, mãi có một cái bị rơi. Toàn thì khăn tắm rơi nhỉ. Kéo lên cho bạn đấy đấy.
Từ thứ 1 xem. Tầng 3 thì lay nhiều hơn. Đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vâng, xin chào đồng chí. Quay lại đằng sau còn đỡ nhá, quay đằng sau không hết. Kìa, nhà thế rồi. Ôi, buồn thế. Tự nhiên không chứ không phải quần áo. Có mỗi cái cặp, có cái tóc nữa này. Thế có tiền không? Hết rồi, các bạn với nhau hết rồi. Đấy. Toàn mắc rơi này. Anh em đi ăn trộm mắc ở phòng đây. Đây, có đùi thằng nào này? Tôi hơi giống có đùi thằng Tân của mình. Cầm đi. Cầm đi. phỏng vấn đồng chí trực ban, phỏng vấn đồng chí trực ban, phỏng vấn các đồng chí trực ban, bỏ sót một cái quần. Xin chào đồng chí. Chào. Quay sáng vào chào lại nào. Chào đồng chí. Dạ. Nước vào cho nó sướng. Còn lát nữa nó sướng. Sau đó đừng quay. Xin hỏi các đồng chí là Xuân Hòa chờ gió từ mấy giờ ạ? Từ 12 giờ. Ủa. Ui. Trước bây giờ đã là 5 giờ rồi. Thế trong 5 giờ rồi có bao nhiêu quần áo đồng chí có đếm được không ạ? Không. Còn hồi lấy nhanh rồi, chả gọi anh em nhỉ, chả muốn anh em chạy khắp hành lang gọi hết các lớp nhỉ. Hồi đây có lạnh không hỏi? Có. Tổng cộng đây có bao nhiêu đồng chí trực ban ạ? Lúc đầu là có 6 người, xong dần rồi chỉ có 2. Cái này vừa xuống. Chết. Tranh công mà. Vâng. Đồng chí còn đặt câu hỏi gì cho các bạn không ạ? Không. Vâng, xin chúc đồng chí một buổi đêm làm việc hiệu quả. Hết đêm rồi. Chạy đây. Đây còn còn Tân không? Đúng rồi. Đây còn còn ai không? Không kiểu ngăn của mình ấy nhỉ? Ngăn của mình không? Không. Cởi điện nhá, cởi điện nhá. Mua đồ cắm xả lại nhé. Quái mình vẫn không thấy cái của mình. Eo ơi, bẩn hết rồi. Nhưng mà nhặt nhầm lắm, nếu mà mình thấy cửa lại cái này. Ổ thân, nhìn này. Vâng, xin chào bạn gái dũng cảm. Ôi, tớ vội quá. Sáng ra nhìn ai cũng xấu, đừng quay đi. Tối om này chả nhìn thấy mặt đâu. Thế tôi nghĩ là đừng quay. Chụp ảnh trên trường ấy. Thế nhầm vui rồi.